Vệ sinh hơi nóng mới về bác nhé. Đấy, các bác quan tâm thì alo cho em. Đây, cần hơi của nó đây nhé. Dây của nó dài 2 mét. Đấy. Còn có hai cái cần nối dài phía trong nữa, tổng cộng nối lên đến 3 mét các bác nhé. Đây. Công góc trên này nó có một này, đó, một công tắc này. Công tắc này một số 1 và đây là số 2. Nó ví dụ bật số 1 hơi, đó. Tắt bật số 2 này, đó, hơi mạnh hơn nhá. Đấy. Bật cả 3 số này, nghĩa là bật cả hai công tắc này sẽ lên số 3 nhá. Cực mạnh hơn, đó. 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 Đèn nó lên này. Đó. 3 đèn. Đấy, các bác nên các bác nhìn này. Các bác quan tâm tới những dòng máy vệ sinh hơi nóng cao cấp thì alo cho em. Cảm ơn các bác nhé. Ăn được hơi nước rồi. Hơi rất là nhiều nhé. Đã xả hết cỡ luôn nhé. Thì các bác tắt máy để không sử dụng nữa thì mình xả hết hơi luôn nhé. Nên là hết hết áp suất ở bên trong cái nò hơi đi. Đấy, thì mình tắt máy để cho máy nó nguội nhanh hơn. Hơi rất là khỏe nhé, xả mới là khi hơi đang xuống đèn xuống cái mức xanh thì mình có thể tắt máy được rồi nhé. Mức đỏ là mức hơi nhiều, mức xanh là hơi nó ít, nhưng mà khi xuống mức xanh rồi bác thấy hơi cũng khá là nhiều các bác. Số 1 này, số 2, đấy, 3, đó, cực kỳ khỏe. Mặc dù hơi đang xuống mức xanh rồi, nhưng vẫn còn rất là mạnh. Đây. Mạnh hơn rất là nhiều so với những dòng máy đang bán trên thị trường nhé. Kể cả những dòng máy của Đức. Đó. Ok nhé. Đấy, xuống cái mức xanh này là mình có thể tắt máy được rồi. Đấy, lúc đó thì các bác sẽ tắt cần. Tắt cần và mình tắt máy luôn. Đấy, tắt máy luôn. Ok, cảm ơn các bác nhé.